Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sinh Cain và nói rằng: "Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người." Eva lại sinh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Vả cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: "Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó." Cain thuật lại cùng Abel là em mình. Vả khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng: "Abel, em ngươi ở đâu?" "Thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em thôi sao?" Đức Giê-hô-va hỏi: "Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất." Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Này, ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất. Rồi sải có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi." Đức Giê-hô-va phán rằng: "Bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Cain bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va và ở tại xứ Nốt về phía đông của Ê-đen. Đoạn Cain ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sinh được Hê-nóc. Cain xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc tùy theo tên con trai mình. Rồi Hê-nóc sinh Y-rác, Y-rác sinh Mê-hu-gia-ên, Mê-hu-gia-ên sinh Mê-tu-sa-ên, Mê-tu-sa-ên sinh Lê-mét. Lê-mét cưới 2 vợ, một người tên là A-đa, một người tên là Si-la. A-đa sanh Gia-banh. Gia-banh là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Em người là Du-banh, tổ phụ của những kẻ đánh đờn và thổi sáo. Còn Si-la cũng sinh Tu-banh Ca-in, là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu-banh Ca-in là Na-a-ma. Lê-mét bèn nói với 2 vợ mình rằng: "Hỡi A-đa và Si-la, hãy nghe tiếng ta. Này, vợ Lê-mét, hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Ca-in được 7 lần báo thù, Lê-mét sẽ được 77 lần báo oán." Adam còn ăn ở với vợ mình, người sinh được một con trai đặt tên là Sết, vì vợ rằng: "Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi." Sết cũng sinh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Chương 5. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong Ngài đã dựng nên, đặt tên là người. Vả Adam được 130 tuổi, sinh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. Sau khi Adam sinh Sết rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi, rồi qua đời. Sết được 100 năm tuổi, sinh Enoch. Sau khi Sết sinh Enoch rồi, còn sống được 807 năm, sinh con trai, con gái.
Vậy Sết hưởng thọ được 912 tuổi rồi qua đời. Enoch được 90 tuổi sinh Kenan. Sau khi Enoch sinh Kenan rồi còn sống được 815 năm, sinh con trai con gái. Vậy Enoch hưởng thọ được 900 năm tuổi rồi qua đời. Kenan được 70 tuổi sinh Mahalale. Sau khi Kenan sinh Mahalale rồi còn sống được 840 năm, sinh con trai con gái. Vậy Kenan hưởng thọ được 910 tuổi rồi qua đời. Mahalale được 65 tuổi sanh Yered. Sau khi Mahalale sanh Yered còn sống được 830 năm, sinh con trai con gái. Vậy Mahalale hưởng thọ được 895 tuổi rồi qua đời. Yered được 162 tuổi sinh Henoch. Sau khi Yered sinh Henoch rồi còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Vậy Yered hưởng thọ được 962 tuổi rồi qua đời. Henoch được 65 tuổi sinh Methuselah. Sau khi Henoch sinh Methuselah rồi đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai con gái. Vậy Henoch hưởng thọ được 365 tuổi. Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Methuselah được 187 tuổi sanh Lemet. Sau khi Methuselah sanh Lemet rồi còn sống được 782 năm, sinh con trai con gái. Vậy Methuselah hưởng thọ được 969 tuổi rồi qua đời. Lemet được 182 tuổi sinh một trai, đặt tên là Noe mà nói rằng: đứa này sẽ an ủi lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa sả. Sau khi Lemet sanh Noe rồi còn sống được 595 năm, sinh con trai con gái. Vậy Lemet hưởng thọ được 777 tuổi rồi qua đời. Còn Noe khi đến 500 tuổi sinh Sem, Cham và Gia-phết. Chương 17. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến, vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về Con. Và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con có sự hư mất ra thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Cê-sít-rôn. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Và Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chính ta đây. Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho con. Bây giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne, vì người này là ông Gia-cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng: ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúng một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói chín dấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy. Có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả mà rằng:
ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anh e bèn sai giả Đức Chúa Giêsu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng, còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng, ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng, ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giêsu từ nhà Cai-phe đến trường án, bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng, ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng, các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng, chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng, nào có phải ta là người Giu-đa đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng, thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tin tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng, đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Vả Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Chương 19. Bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giêsu và sai đánh đòn ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đổi trên đầu ngài và mặc cho ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với ngài rằng, lại vua dân Giu-đa. Họ lại cho ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giêsu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy ngài thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng, chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giêsu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giêsu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó Phi-lát kiếm cách để tha ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì hễ ai tự xưng là vua
ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Pilát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Ga-ba-tha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vừa qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa! Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. Người bèn giao ngài cho chúng, đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt ngài và dẫn đi. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh ngài. Lại có hai người khác với ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng: Người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ ngài đứng đó, với chị mẹ ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: Ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Rồi ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu thấy ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: Chẳng một cái xương nào của ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Giô-sép người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác ngài. Ni-cô-đêm là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Và tại nơi ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-xu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.
Thi Thiên 133. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào sương móc hẹt môn sa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống, cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.